Thưa quý vị và các bạn, một tuần sau mưa lũ, một số xã ở huyện Trương Mỹ Hà Nội vẫn đang trong tình trạng ngập úng sâu, nước chưa rút hết, khiến sinh hoạt của bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ, công an huyện Trương Mỹ đã luôn bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự cũng như giúp đỡ bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai. Một tuần sau mưa lũ, nước vẫn ngập mênh mông, nhiều ngôi nhà còn ngập sâu trong nước. Người dân ở vùng lụt nặng phải di chuyển bằng thuyền bởi nước tại đây ngập cao tới gần 2 mét. Cả địa bàn huyện Trương Mỹ có 6 xã bị ngập lụt nặng, trong đó có 3 xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Tân Tiến, Nam Phương Tiến và Hoàng Văn Thụ. Ước tính thiệt hại về tài sản là rất lớn. Thiệt hại thì chúng tôi xác định là khoảng 92 ha lúa chưa kịp thu hoạch đã bị thiệt hại và 842 ha hoa màu chưa được thu hoạch và số diện tích và bị ngập chỉ 63,8 ha còn số lượng thủy sản thì chúng tôi cũng vì là số lượng thủy sản chúng không ước tính được bởi vậy là chúng tôi đang tính toán để để, để thống kê thiệt hại báo cáo qua thành phố. Trong suốt thời gian trời nước rút, cán bộ chiến sĩ cảnh sát huyện Trương Mỹ cũng thường xuyên xuống địa bàn giúp đỡ bà con dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh nơi ở để phòng bệnh. Đồng thời huy động quyên góp được hơn 200 thùng mì tôm, 250 bình nước sạch và 150 đèn pin là những thứ thiết yếu nhất mang đến tận tay bà con. Hôm nay thực sự là nó rất vui thì hôm nay lại được tập thể lãnh đạo công an huyện cũng như các anh chị về đến thăm hỏi và chia sẻ động viên gia đình cũng như là có một cái chút quà để động viên gia đình để vượt qua trong cái lúc thời gian khó khăn này thì chúng tôi bản thân tôi cũng là một phó trưởng thôn cũng là một công an viên hiện công an huyện trương mỹ cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn của huyện và các tổ công tác liên ngành làm tốt công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão để mau chóng ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn